Đoàn thanh tra trực thuộc Sở Y tế Gia Lai vừa tiến hành thanh tra về chính sách bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện trong 2 năm 2021-2022. Qua thanh tra, Sở Y tế tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện Phú Thiện xuất toán trên 3 tỷ 798 triệu đồng đối với cơ sở y tế này. Qua đối chiếu trên dữ liệu định dạng hóa đơn điện tử XML với danh mục nhân viên y tế của đơn vị đã cập nhật lên cổng giám định bảo hiểm y tế cùng các chứng từ hồ sơ tài liệu. Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện còn để phát sinh lỗi, cụ thể nhân viên y tế tự khám bệnh với tổng số tiền trên 3 tỷ 503 triệu đồng. Nhân viên y tế nằm viện nhưng vẫn phát sinh y lệnh trên dữ liệu định dạng hóa đơn điện tử XML với số tiền gần 295 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác quản lý cung ứng thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện có một số mặt hàng thuốc đã được xây dựng kế hoạch cung ứng, nhưng trên thực tế đơn vị chỉ sử dụng khoảng 50%. Được biết, tổng số tiền thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh mà Trung tâm Y tế Phú Thiện tạm ứng trong 2 năm 2021-2022 là trên 17 tỷ 784 triệu đồng. Còn lại trên 2 tỷ đồng, đơn vị chưa được chấp nhận thanh toán vì đang phải giải trình do vượt mức thanh toán theo quy định.